Thật sự mà bây giờ để mà trên đường đời mà vô tình mình gặp Tiến với cả anh Nhạn nhỉ, mọi người biết mình sẽ làm gì không? Tôi khẳng định luôn nhá, nếu mà tôi gặp Tiến với cả Nhạn, tôi mời một phát qua 46 Tân Hấp luôn, thấy chưa? Qua quán bar luôn, trải nghiệm rượu xinh và gái đẹp, thấy chưa? Chứ không bao giờ mình gọi là cay cú hay là mình phải tìm nó, gặp nó trên đường mà mình sẽ đánh nó hay họ các kiểu. Anh em đúng không? Mình là người thủ đô, phải chưa? Văn minh, lịch sự đấy. Gặp nhau đôi khi là yêu thương nhau, mời nhau đi ăn, phải chưa? Rượu xinh, gái đẹp, đúng không? Cần gì là phải ấy đâu. Chứ nhiều khi thằng Tiến bịp mình cứ cay cú, anh em hiểu chưa? Nói chuyện vài câu cay cú, không làm gì được. Em rủ gã gẫm về Hải Phòng cảm nhận những các bố này, các kiểu kia như thế nó mất hay, Tiến hiểu không? Mình là người lớn rồi, văn minh lên, lịch sự lên, Tiến hiểu chưa? Chứ không phải động tí là động chân động tay như thế là vô văn hóa đấy, Tiến hiểu chưa? Nhá, Tiến nhá. À đấy, được rồi, nếu mà như thế là mình gửi lời mời nha, là nếu mà vô tình anh Nhạn hay Tiến nghe thấy thì tôi cũng gửi lời mời là mời anh Nhạn với cả Tiến lên 46 Tân Hấp đấy, cái bắp mới mở luôn, thì lên đấy cho anh em trải nghiệm rượu xinh này, gái đẹp này, nhạc hay này, ok luôn nhỉ? Tôi nói tôi giữ lời nhá anh em nhá, thằng Ti mà nó sai thì không bao giờ chơi mạng nữa, ok chưa? Nhá. Yeah.